Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong một cái vùng nhạy cảm khi tiệm cận một kháng cự rất là mạnh của thị trường chứng khoán từ lúc lên sàn chứng khoán bây giờ 1.200 điểm. Nhưng trong một bối cảnh rất là nhạy cảm như vậy thì thị trường tài chính toàn cầu lại đỏ lửa. Nó đến từ thị trường Mỹ, nó đến từ thị trường châu Âu và thậm chí đó là thị trường châu Á. Giảm rất là mạnh như vậy và có rất nhiều câu hỏi được đặt ra ở thời điểm hiện tại với tài sản của chúng ta. Chúng ta nên làm gì ở thời điểm hiện tại? Nên mua thêm hay là nên bán ra trong một bối cảnh như bây giờ? Thế thì để trả lời được câu hỏi nên làm gì thì chúng ta rõ hơn một câu chuyện. Thế thì tại sao thị trường tài chính nó lại giảm mạnh như vậy và nó tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam? Để từ đó giải quyết được câu hỏi này sẽ giải quyết được câu hỏi chúng ta nên làm gì ở thời điểm hiện tại. Và vì sao chứng khoán toàn cầu giảm mạnh được ra đời? Và chào mừng tất cả anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán cùng Quang Dũng. Nếu những chia sẻ Dũng mong và Dũng tin có thể mang lại nhiều kiến thức vì không sớm thì muộn, Dũng và anh chị cũng sẽ làm việc với nhau trên kênh đầu tư chứng khoán. Thế thì có rất nhiều nguyên nhân khiến cho thị trường chứng khoán nó tăng và nó giảm. Nhưng câu chuyện của thị trường chứng khoán cuối tháng 2 năm 2021 nó có gì? Chúng ta sẽ đi với nhau về hai tầng tố chính của cái buổi ngày trao đổi ngày hôm nay. Đầu tiên đó là những nguyên nhân khiến cho thị trường chứng khoán giảm mạnh để chúng ta biết được mà cái bận của thị trường chứng khoán và chúng ta bắt bận đó và chúng ta chữa được cái cái bận đó nó như thế nào. Cái thứ hai nữa là những hành động của chúng ta sẽ là gì khi chúng ta biết được cái nguyên nhân đó rồi thì đầu tiên đó là câu chuyện của các nguyên nhân khiến cho thị trường tài chính toàn cầu giảm mạnh và trong đó có thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó là câu chuyện của lợi tức trái phiếu và nếu như anh chị có là những người hay đọc thì anh chị sẽ thấy là lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm, kỳ hạn 30 năm của thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ nó đã tăng rất mạnh trong khoảng thời gian vừa rồi. À, thế thì câu chuyện của lợi tức trái phiếu có một bài phân tích như sau thì Dũng được trích lại với anh chị trên báo tin nhanh chứng khoán. Thì lợi tức trái phiếu của Mỹ ghi nhận những sự tăng vọt trong những tháng đầu tiên của năm 2021 Thế thì lợi tức trái phiếu nó tăng lên thì nó làm cho cái sức cầu mua cổ phiếu nó sẽ suy yếu Tại vì đó là hai cân đầu tư và khi hai cân đầu tư này một cân đầu tư thì mới chớm một cân đầu tư thì đã tăng rất là nhiều rồi thì làm cho cái sức cầu của cái cân đầu tư của cổ phiếu nó sẽ sụt giảm thì đó cũng thể là một nguyên nhân theo báo tin nhanh chứng khoán họ phân tích và lý giải một câu chuyện là vì sao lợi tức trái phiếu tăng À, họ nói rằng là khi mà kinh tế có xu hướng xấu đi, nhiều khả năng Fed sẽ mở rộng cái bảng cân đối, tức là bơm thêm tiền ra. Và nhiều nhà đầu tư thì người ta không đặt niềm tin vào cái sự phát triển của một nền kinh tế. Do đó, người ta có một cái sự lượng lớn mua trái phiếu chính phủ ổn định. Tuy nhiên theo những cái sự giải thích này thì theo Dũng là hoàn toàn không phù hợp, ít nhất là với cá nhân của Dũng. Và Dũng phân tích với anh chị như sau về câu chuyện của lợi tức trái phiếu. Lợi tức trái phiếu tức là cái khoản lợi tức chúng ta nhận được khi chúng ta mua một cái tài sản À, trong đó có cổ phiếu hoặc trong đó có trái phiếu Và trên thực tế cái giá trị lợi tức này là không thay đổi Giá trị lợi tức không thay đổi Nhưng phần trăm lợi tức nó tăng lên Là dựa vào cái giá trị tài sản của trái phiếu nó giảm đi Dùng Ví dụ như là chúng ta vẫn nhận được một triệu đồng tiền lợi tức Tuy nhiên cái tài sản đó từ 10 triệu nó chỉ còn có 5 triệu Thì có phải cái phần lợi tức đó nó tăng lên từ 10% lên 20% không? Thì đó là cái câu chuyện của lợi tức Do đó khi mình phân tích rằng lợi tức trái phiếu của chính phủ tăng lên là do người ta đang bán trái phiếu đi chứ không phải rằng là người ta đang mua trái phiếu nhiều vào. Đó chính là những sự lý giải mà Dũng phân tích với anh chị về câu chuyện của việc tại sao lợi tức tăng lên. Lợi tức tăng lên tức là cung bán trái phiếu tăng lên. Thế lý giải tại sao cung bán trái phiếu tăng lên? Trái phiếu nó là gì? Nó là một khoản tài sản. Và tài sản này có cấu trúc rất là ổn định. Tại vì thường thường trái phiếu này là trái phiếu chính phủ nó đảm bảo cho một đất nước tồn tại và phát triển. Cái việc mà một đất nước bị xóa sổ khỏi bản đồ nó rất là khó xảy ra. Do đó trái phiếu đó là một tài sản rất ổn định và thường thường trái phiếu được nhà đầu tư mua và nhà đầu tư quan tâm trong một điều kiện nào. Một cái gì nó rất ổn định và nó chắc chắn á, nó chỉ phù hợp và nó chỉ hấp dẫn trong một nền kinh tế khó khăn thôi. Tại vì trong một nền kinh tế khó khăn thì rất nhiều tài sản không có nhu cầu, không có cơ hội để tăng giá và có rất nhiều rủi ro trong một điều kiện kinh tế khó khăn thì lúc đó trái phiếu mới là cái cân tài sản lên ngôi Tuy nhiên khi nãy chúng ta phân tích với nhau về một câu chuyện lợi tức tăng tức là người ta đang có xu hướng bán trái phiếu ra bán trái phiếu ra nó minh chứng và nó là một dấu hiệu cho thấy kinh tế đang bắt đầu phục hồi người ta không còn muốn nắm giữ một tài sản ổn định nữa mà người ta sẽ đem cái khoản tiền đó ra phục vụ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để có thể đón đầu một cái làn sóng mở cửa của toàn cầu đó là ý nghĩa của câu chuyện của việc phục hồi kinh tế và câu chuyện của việc lợi tức trái phiếu chính phủ tăng. Đó là cái ý nghĩa mà Dũng muốn nhấn mạnh và Dũng muốn trao đổi với anh chị nó là như vậy. Vậy thì câu chuyện này và ý nghĩa này nó nói lên được điều gì? Nó nói lên được có rất nhiều tài tài phiệt họ đã ẩn nấp trong khoảng thời gian Covid và họ chui ra khỏi hang gấu đã ngủ đông xong và bắt đầu thức giấc và chuẩn bị cho một chu kỳ kinh tế mới, một sự phục hồi kinh tế mới. Nó cả là toàn cầu và trong đó có Việt Nam. Đó là ý nghĩa của việc lợi tức trái phiếu chính phủ tăng minh chứng cho sự phục hồi của một nền kinh tế. Thế thì nó sẽ tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán? À, thì Dũng sẽ phân tích với anh chị như sau về cái sự tác động đến thị trường chứng khoán. Dũng sẽ phân tích với anh chị về ba tác động khi mà nó tác động đến thị trường chứng khoán. Đầu tiên đó là sự dịch chuyển của dòng tiền sự dịch chuyển của dòng tiền tức là khi kinh tế phục hồi thì nhu cầu vốn tăng lên tức là nhu cầu tái đầu tư nhu cầu mở rộng mặt bằng nhu cầu mở lại cửa hàng nhu cầu nhập nguyên vật liệu đầu vào nhu cầu nhập sản phẩm vân vân tức là nhu cầu vốn của họ sẽ tăng lên nhưng nếu như anh chị biết là câu chuyện của một năm qua khi mà covid nó xảy ra thì có phải rằng là cái dòng tiền nhàn rỗi của rất nhiều nền kinh tế rất nhiều các doanh nghiệp nó có và thậm chí ở việt nam cũng vậy rất nhiều các doanh nghiệp họ mở tài khoản họ đầu tư chứng khoán tức là họ đã có một cái sự dòng tiền nhàn rỗi và họ không có nhu cầu tái đầu tư trong một thời, cục, thời kỳ COVID thì lúc đó họ sẽ chạy vào các kênh tài sản trong đó có chứng khoán. Như khi kinh tế phục hồi và nhu cầu vốn tăng lên thì có phải cái dòng chảy này nó sẽ chảy ngược ra, thay vì mua chứng khoán thì họ sẽ bán chứng khoán. chưa kể rằng là cái lớp tài sản của chứng khoán nó đã tăng rồi và nó cũng tăng rất nhiều rồi. Thì đó là sự dịch chuyển của dòng tiền nó sẽ xảy ra. Tác động thứ hai tới thị trường chứng khoán như sau. Nó sẽ thay đổi cái nhìn của Fed và Fed là đại diện cho một uh, sự thay đổi của cán cân cấu trúc của lãi suất cũng như là dòng tiền trên toàn cầu. Chúng ta cũng thấy câu chuyện của 2020 và đầu 2021 thì thị trường chứng khoán Mỹ tăng rất mạnh. Thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng cũng rất mạnh và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng tăng rất mạnh. Thực tế một phần đó là do câu chuyện của nhà đầu tư người ta đổ vào người ta mua cổ phiếu. Nhưng phần lớn nó đến từ cái nhìn của ngân hàng trung ương toàn cầu và cách điều hành của ngân hàng trung ương toàn cầu. Trong đó đó là hạ lãi suất huy động, hạ lãi suất cho vay để kích thích kinh tế trong đó là có thể bơm tiền để mà kích thích cái cái hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo ra cái sự phát triển trở lại của một nền kinh tế suy kiệt bởi covid vậy khi mà cái cái lãi suất huy động à, khi mà cái lợi tức trái phiếu nó bắt đầu tăng lên nó minh chứng cho một sự phục hồi chớm phục hồi của một nền kinh tế vậy cái nhìn của fed nói riêng và ngân hàng trung ương toàn cầu nói chung liệu rằng họ có còn bơm tiền nữa hay không liệu rằng họ có còn hạ lãi suất để kích thích kinh tế nữa hay không khi các dấu hiệu về phục hồi kinh tế là nó đã bắt đầu chớm như vậy rồi thì câu hỏi được đặt ra đó là tiền rẻ nó có còn chảy ra nữa hay không nó có còn hạ lãi suất nữa hay không hay là nó có còn bơm tiền nữa hay không thì đấy là gây ra sự thay đổi của cái nhìn của Fed nó riêng và ngân hàng trung ương toàn cầu nói chung vì nếu như không bơm tiền không hạ lãi suất thì nó không có một liều thuốc đô binh nào để cho cái tài sản chứng khoán nó sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới câu chuyện thứ ba tác động đến thị trường chứng khoán đó là thay đổi sự lựa chọn của nhà đầu tư như anh chị cũng biết thôi, trong năm 2020 và đầu 2021 rất nhiều bong bóng tài sản xảy ra. Điển hình nhất đó là Bitcoin, sau đó là các cổ phiếu công nghệ của Mỹ. Và minh chứng lớn nhất trong vòng một năm qua có rất nhiều cổ phiếu công nghệ của Mỹ tăng đến 600%, 500%, 300% rất nhiều. Khi cái lớp tài sản này nó tăng lên như vậy thì có phải lợi tức nhận được, tức là cổ tức nhận được của cái lớp tài sản này nó sẽ càng nhỏ đi. Tài sản tăng lên không đồng thời giá trị cổ tức nó tăng lên theo cái giá tài sản. Do đó Dũng gọi là lợi tức của các tài sản này nó rất thấp thậm chí là bằng không trong khi lợi tức của trái phiếu là nó tăng lên và khi lợi tức trái phiếu tăng lên cao hơn cái lợi tức từ cổ phiếu thì rất nhiều dòng tiền và đặc biệt là những dòng tiền đã có lời rất nhiều từ các lớp tài sản bong bóng này họ sẽ dịch chuyển sang các tài sản an toàn và trong đó có trái phiếu đó là ba tác động đến thị trường chứng khoán à, đầu tiên đó là sự tác động của câu chuyện của dòng tiền của nhà đầu tư Thứ hai là cái nhìn của Fed và Ngân hàng Trung ương toàn cầu và cuối cùng đó là sự thay đổi lựa chọn của nhà đầu tư, trong đó có rất nhiều nhà đầu tư giá trị. Vậy thì đó là cái câu chuyện đầu tiên, nhân tố đầu tiên nó tác động đến làm cho thị trường tài chính sụt giảm trong thời gian vừa rồi. Và tác động thứ hai, tất nhiên tác động này thì nó đang ảnh hưởng ở thị trường châu Âu, Eurozone và thị trường châu Mỹ, tức là nền kinh tế châu Âu và nền kinh tế châu Mỹ. Thì câu chuyện của lạm phát là câu chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Khi chúng ta bơm tiền thì cung tiền tăng lên, cung tiền tăng lên nó chảy trong nền kinh tế thì nó sẽ gây ra hiện hình, hình tượng đó là lạm phát. Lạm phát thì nó phản ánh trong giá tiêu dùng. Đây là câu chuyện của lạm phát trong đầu năm 2021 của Eurozone và nó là câu chuyện sẽ xảy ra trong toàn cầu. Với Việt Nam thì chúng ta vừa nghỉ Tết Nguyên đán xong thì những cái mặt hàng hàng hóa nó cũng đã tăng lên. Nhưng đó là cái tính chu kỳ. Còn Dũng chưa nhận thấy những cái sự lạm phát trong một nền kinh tế Việt Nam và tất nhiên cái này chúng ta sẽ cần cập nhật thêm. Và nếu như có một sự lạm phát xảy ra ở nền kinh tế Việt Nam thì Dũng sẽ cập nhật và gửi đến tất cả các anh chị. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai khiến cho thị trường tài chính châu Mỹ và thị trường tài chính châu Âu nó đang nó đang nó bị nó bị ảnh hưởng bởi các câu chuyện của lạm phát và lạm phát nó là một cái sự tác động của một thời kỳ bơm tiền và một thời kỳ tiền rẻ đó là một cái hệ lụy và chắc chắn chúng ta chúng ta sẽ bị ảnh hưởng khi câu chuyện này nó sẽ xảy ra nhưng ở Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam thì Dũng chưa thấy câu chuyện đó và nếu có thì Dũng sẽ cảnh báo và giới thiệu với anh chị thế thì tất cả những thứ đó là câu chuyện của tác động đến thị trường tài chính à, vậy thì nó sẽ tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam thị trường chứng khoán Việt Nam nó đang nằm trong một ngưỡng rất là nhạy cảm và khi có những câu chuyện như vậy thì chắc chắn là nhà đầu tư và đám đông người ta sẽ có một tâm lý e ngại lo sợ chưa kể cái tâm lý số đông này nó bị ảnh hưởng áp lực bởi cái kháng cự 1.200 điểm à, vì sao chứng khoán Việt Nam trong thời gian vừa qua thì nó không tăng thì đơn giản là cái ám ảnh của 1.200 điểm và cái áp lực tâm lý kháng cự 1.200 điểm là nó rất cao do đó ở thời điểm hiện tại thì chúng ta bị tác động kép bởi tâm lý đám đông của thị trường tài chính toàn cầu và câu chuyện của kháng cự 1.200 điểm À, nó dẫn đến sự tác động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Câu chuyện thứ hai nữa đó là khi mà có những dấu hiệu như vậy của thị trường tài chính toàn cầu thì nước ngoài có xu hướng bán ròng và dùng thống kê van trị về thời điểm trước đó của tháng 2 và thời điểm hiện tại của tháng 2. Thì nếu như hai tuần trước đó thì anh chị sẽ thấy rằng là nhà đầu tư nước ngoài họ đang mua vào. Nhưng cập nhật gần nhất trong 7 ngày gần nhất tức là tuần vừa rồi thì nước ngoài đang có xu hướng bán ra. Thì đó gọi là những tác động đến thị trường chứng khoán. Vậy thì chúng ta cũng phân tích với nhau về câu chuyện đó về những ảnh hưởng của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam. vậy thì hành động của chúng ta ở thời điểm hiện tại là gì? chúng ta có nên mua vào nữa hay không? hay chúng ta là nên bán đi? có lẽ rất nhiều anh chị sẽ suy nghĩ một cách rất đơn giản nhất đó là thôi thì hãy bán đi. có rất nhiều rủi ro như vậy rồi. vậy thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích về những hành động ở thời điểm hiện tại của chúng ta nó sẽ như thế nào. Dùng nói về câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện về dài hạn Và khi nãy chúng ta phân tích với nhau về câu chuyện của lợi tức trái phiếu Nó là một minh chứng để báo hiệu một sự phục hồi của một nền kinh tế Vậy có phải dài hạn là một yếu tố tốt hay không? Tại vì phục hồi kinh tế và thị trường chứng khoán vẫn luôn là thước biểu của thị trường chứng khoán, thị trường kinh tế xét về các góc độ về dài hạn thì câu chuyện dài hạn là chắc chắn nó sẽ tốt và phục hồi kinh tế nhưng câu chuyện của ngắn hạn thì nó sẽ có những sự dịch chuyển của dòng tiền À, khi lợi tức trái phiếu nó tăng lên thì đó là một dấu hiệu xấu của các dạng cổ phiếu như sau đầu tiên là những dạng cổ phiếu có sử dụng đòn bẩy và tận dụng đòn bẩy giá rẻ tức là chúng ta đi vay một mức lãi suất thấp thì về lâu về dài cái lãi suất thấp nó sẽ không còn nữa cái thời kỳ tiền rẻ nó sẽ không còn nữa cái thứ hai nữa đó là những cái lớp tài sản đã được định giá quá cao rồi thì nó sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức khi mà cái lợi tức trái phiếu nó tăng lên thì đó là câu chuyện của dài hạn và câu chuyện của ngắn hạn kết luận lại như sau, dũng có kết luận như sau với anh chị, à, khi mà kinh tế phục hồi á thì các ngành nghề sẽ phục hồi và dũng ưu tiên với anh chị đó là các ngành nghề nó bị ảnh hưởng trực tiếp bởi covid và nó sẽ bắt đầu phục hồi. khi mà lợi tức trái phiếu tăng lên thì nó là một dấu hiệu xấu và nó là một dấu hiệu cảnh báo cho các tài sản nó đang hình thành ra hiện tượng bong bóng. Vậy thì như thế nào được gọi là bong bóng tài sản? Thì anh chị chỉ đơn giản thôi, nếu như chúng ta đầu tư vào một cái tài sản nào đó và cái thời gian hoàn vốn của chúng ta nó quá cao so với những gì ở thời điểm hiện tại của các kênh đầu tư khác, trong đó có bất động sản, trong đó có các cổ phiếu lớn trên sàn chứng khoán hoặc trong đó có trung bình của thị trường chứng khoán thì chúng gọi đây là các lớp bong bóng tài sản. Và điển hình nhất của các lớp này đó là giá cổ phiếu thường thường là tăng khoảng 100, 200 thậm chí là 300% trong một năm vừa qua thì đó là những rủi ro với các lớp bong bóng tài sản nhưng nó lại là cơ hội cho các nền cho các ngành nghề phục hồi Dũng ví dụ như sau đó là những doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi covid thì lợi nhuận của họ không có hoặc lợi nhuận của họ âm trong quý 2, quý 3, quý 4 năm 2020 và dự báo sẽ phục hồi cho năm 2021 thì khi mà có vaccine xảy ra như vậy khi mà toàn cầu nó bắt đầu mở cửa hơn nền kinh tế bắt đầu phục hồi hơn thì dũng tin là những ngành nghề này nó sẽ phục hồi và những ngành nghề này phục hồi trong một bối cảnh giá cổ phiếu chưa tăng thì rõ ràng chúng ta có nhiều cơ hội để đầu tư hơn so với các lớp tài sản nó đang có hiện tượng bong bóng trên sản chứng khoán và cuối cùng thì những sự điều chỉnh đó là sự cần thiết trong một bối cảnh tài chính toàn cầu nó có những dấu hiệu như vậy trong một bối cảnh kinh tế Việt Nam gặp kháng cự 1.200 điểm như vậy nhưng với tất cả những thứ vĩ mô ở thời điểm hiện tại Dũng tin là vĩ mô nó chỉ có tốt lên thôi chứ nó không có xấu đi đâu khi kinh tế toàn cầu bắt đầu mở cửa thì các dấu hiệu về bức tranh tươi sáng của nền kinh tế nó sẽ tốt lên và do đó những những sự sụt giảm trước đó đó là một câu chuyện cần thiết những sự điều chỉnh cần thiết trước một cái làn sóng mới và trước một cơn sóng mới của năm 2021. Trước đây là những quan điểm và chia sẻ ngắn của Dũng, hy vọng có thể mang lại nhiều kiến thức và nhiều giá trị để gửi đến tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng hiểu hơn một chút về các nguyên nhân khiến cho thị trường tài chính toàn cầu giảm mạnh. Chúng ta hiểu hơn một chút về sự tác động của nó tới thị trường tài chính. Chúng ta hiểu hơn một chút đến sự tác động của nó đối với lại thị trường chứng khoán Việt Nam và những hành động về dài hạn của chúng ta là gì, những hành động ngắn hạn của chúng ta là gì. Chúng ta nên nắm giữ mua vào những cổ phiếu dạng nào và chúng ta nên bán ra những cổ phiếu dạng nào. Hy vọng Dũng vẫn luôn là cầu nối để giới thiệu với anh chị về những tư duy và những tư tưởng để anh, chị, anh để anh chị có thể chủ động trong vấn đề về đầu tư. À, để mở tài khoản tại chứng khoán FPT nơi phí dịch từ 0.15% về 0.1%, tiết giảm chi phí vẫn luôn là một cách để tối ưu hóa lợi nhuận. 2021 Dũng có nhận tư vấn quản lý và thiết kế danh mục đầu tư chúng ta sẽ có khoảng 60 đến 90 phút trình bày trao đổi về các triết lý luận điểm đầu tư triết lý luận điểm đầu tư thì phụ thuộc vào bối cảnh bối cảnh hiện tại sẽ có danh mục hiện tại khi chúng ta thống nhất với nhau về danh mục và dòng vốn của anh chị các phân tích chi tiết về danh mục của chúng ta sẽ được in ra và gửi về bàn làm việc của các anh chị à, 2021 dũng và cộng sự có nhận phân tích cổ phiếu chuyên sâu chi tiết theo yêu cầu và trên đây là lịch đào tạo của Dũng vào tuần thứ tư của tháng 3, tuần cuối cùng của tháng 3, khoa học đầu tư chứng khoán cơ bản online tối 3 năm 7 từ 7 rưỡi đến 10 rưỡi. Chúng ta sẽ có 3 buổi trao đổi với nhau về luận điểm, triết lý và phương pháp đầu tư, tư duy và tầm nhìn đầu tư. Tư duy, tầm nhìn và triết lý nó phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh, bối cảnh tư duy sẽ cho ra được, cho ra được danh mục đầu tư. Mà chi tiết xin liên hệ với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Dũng xin hết.